Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ ngồi dòng CUV quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Carens phiên bản SX. SX là cái phiên bản đủ số tự động quý bạn nhé. Phiên bản đủ xe được trang bị nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe này. Ghế lái chỉnh điện này. Cửa sổ nóc, điều hòa tự động, đèn pha bi xenon, đèn LED quý bạn nhé, đầy đủ hết rồi. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và chạy 6 vạn chuẩn km quý bạn ạ. 2013 mà chạy 6 vạn chuẩn đấy quý bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Tất cả là còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 360 triệu đồng quý vị và các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens phiên bản SX số tự động 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số điện thoại của chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Carens phiên bản SX sản xuất năm 2013, lăn bánh 6 vạn km, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về cái phần thân vỏ nước sơn của chiếc xe quý bạn nhé. Chiếc xe này là màu xám. Nhìn về cái phần nước sơn thì còn rất mới, rất là đẹp vì chiếc xe mới có lăn bánh có 6 vạn km thôi quý bạn ạ. Từ năm 2013 đến nay tính ra là cũng là 9 năm rồi nhưng chiếc xe mới lăn bánh có 6 vạn nhé. Chiếc xe này là đồng hồ thì chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không tua. Rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Phần nước sơn bên ngoài đây ạ. Đây là cái phần nền, đây là cái nền bên phụ quý bạn nhé. Xem một cái góc nghiêng đều rất là mới, rất là căng, rất đẹp luôn ạ. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và hôm nay thì thời tiết rất là nắng to, tôi để dưới cái ánh nắng này. Nếu như nước sơn mà không đẹp thì nó rất là lộ quý vị các bạn nhé. Nhìn về phần đầu thì quý vị bạn thấy đây ạ, tất cả còn rất mới này. Đấy, cái phần đầu rất là mới này, ba lờ sốc còn nguyên. Và cái cụm đèn pha bi xenon đây, thưa với quý vị các bạn, rất là mới quý vị các bạn nha. Đèn pha này rất là mới này, đèn pha bi xenon, đèn LED ban ngày đầy đủ hết cả rồi quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được trong buổi sáng ngày hôm nay, cho nên là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Tôi cũng chỉ rửa qua bên ngoài là tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem đấy thôi ạ. Bên ngoài là có rửa qua đi một chút thôi, nội thất cũng chưa dọn đâu ạ. Đánh bóng cũng chưa phải đánh bóng đèn cơ quý bạn ạ. Đèn cũng chưa phải đánh bóng mà nó mới như này đấy ạ. Mới từ mặt ca lăng luôn. Lưới tản nhiệt đều rất là mới quý bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Xi nhan thì được tích hợp trên gương, gương chiếu hậu là gập điện rồi. Đấy. Và chiếc xe này thì đã lăn bánh được 6 vạn là 6 vạn chuẩn nhá. Và chủ xe cũng đã vừa mới thay một cái dàn lốp Michelin rất mới cho chiếc xe này. Đấy, cả một cái dàn lốp Michelin là đều được mới thay cả dàn luôn các bạn ạ, rất là mới này, rất là dày luôn. Nhìn về cái phần ba lờ sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là camera lùi và chủ xe đã lắp thêm camera lùi, màn hình Android, cụm đèn hậu này rất mới, rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn hậu này cũng không có xước sát gì quý bạn nhé. Đấy, phiên bản Kia Carens và là cái phiên bản SX. SX tức là cái phiên bản đủ rồi quý bạn nhé, chứ phiên bản EX là phiên bản thiếu. Đèn trên cao này, đèn phanh trên cao này. Đấy, dàn lốp Michelin đều rất là mới, rất là dày quý bạn ạ. Đấy, lốp Michelin đây ạ. Gương chiếu hậu là gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương.
nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Cái màu này nó gọi là màu xám vàng quý vị các bạn nhé. Đấy, màu này nó là màu xám vàng. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa ra để cho quý vị các bạn xem về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ bên trong của chiếc xe đây quý bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản. Và táp bi thì thưa với quý vị các bạn đây ạ, chưa có dọn dẹp gì cả mà nó mới như này rồi. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết. Đấy, và phiên bản SX này là cái phiên bản đủ hết luôn các bạn nhé. Da cao cấp này, phiên bản EX là ghế nỉ thôi, nhưng phiên bản SX này là ghế da cao cấp, đặc biệt là có ghế điện này và có cửa sổ nóc. Đấy là ở cái phiên bản đủ cửa sổ nóc luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Và đặc biệt là chủ xe này rất là cẩn thận quý vị các bạn ạ. Tất cả những cái phần nhựa này, đó, những cái phần nhựa bậc cửa này đều được dán ni lông quý vị bạn nhé. Dán ni lông từ lúc mua. Đấy, cho nên là bây giờ bóc cái ni lông này ra thì là cái trong nhựa này nó mới lắm đấy ạ. Đấy, bóc ra cái là nó rất mới. Tôi đã cứ để tạm ấy đã, về tôi sẽ dọn dẹp và tôi sẽ bóc sau. Đấy, rất mới luôn ạ. Toàn bộ về những cái sàn này đều mới nhé, đều đẹp, chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như này rồi đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. À, cánh cửa phía sau bên lái quý vị các bạn nhé. Đây, toàn bộ về những cái phần keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa thì quý vị bạn thấy đây ạ, nó rất là mới. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa này cũng rất mới luôn quý vị các bạn ạ. Nội thất ghế da đằng sau này cũng rất là đẹp. Đặc biệt là cái hàng ghế thứ ba còn chưa sử dụng đến cơ quý bạn ạ. Ghế nó còn rất là mới đấy ạ. Quý vị các bạn xem đây ạ, toàn bộ từ cái phần ghế da cho đến cái phần sàn này. Đấy, sàn này đều rất mới quý vị các bạn nha. Chưa có dọn dẹp gì mà nó sạch đẹp như này rồi. Đến những cái phần trần thì quý vị bạn thấy đây ạ, nó đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, đẹp như này luôn đấy ạ. Chưa có dọn dẹp một tí nào luôn mà nó đẹp như này rồi các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái toàn bộ về cái tablo rồi đến cái option bên trong quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi cứ cắm cái chìa khóa này vào cho quý vị bạn xem đã. Tôi đã nổ máy lên rồi quý vị bạn nhé. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi thì xe cũng đã được, phiên bản này là phiên bản đủ cho nên là xe được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Tôi cho nhỏ đi. Đấy, điều hòa tự động đầu DVD, nhưng mà chủ xe đã thay lên cái là màn hình Android rồi các bạn nhé. Màn hình Android tích hợp giải trí thông tin đa phương tiện này, có cả camera hành trình đi theo cái đầu này luôn các bạn nhé. Đấy, camera hành trình đi theo cái đầu màn hình to này luôn các bạn ạ, 12 inch. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị các bạn, chiếc xe mới lăn bánh có 6.001 km nhé. Đồng hồ này là chúng tôi cam kết đồng hồ chuẩn không tua ạ. Đấy, thật không thể tin nổi đúng không quý vị bạn, một chiếc xe từ năm 2013 đến nay đã là 9 năm rồi mà mới lăn bánh được có 6.000 km thì là quá ít. Nhưng quý vị bạn xem này, toàn bộ những cái phần nhựa này. Đấy, những cái phần nhựa này đều rất là mới quý vị bạn ạ. Đấy, phần nhựa mới này. Đấy, phần nhựa này tôi quay sát cho quý vị bạn xem nhé, rất là mới này. Cần số này, vô lăng nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, tất cả những cái đồ nhựa này trong xe này, nỉ trần này, các thứ đều rất mới quý vị bạn nhé. Phải nói là chiếc xe này đẹp hiếm có đấy ạ. Đấy, nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ, nguyên bản và còn rất mới như này đấy ạ. Quá là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Tiếp theo thì tôi lại phải tắt cái động cơ đi. Tôi sẽ giới thiệu tiếp bên ngoài cho quý vị và các bạn cùng xem những cái phần còn lại của chiếc xe bên ngoài quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp này sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem. Cốp sau đây ạ. Đấy, toàn bộ này chưa có dọn dẹp gì cho nên là nó hơi bẩn quý vị bạn nhé. Nếu như dọn sạch sẽ đi thì nó sẽ sạch, nó đẹp mới lắm đấy ạ. Còn đây là chúng tôi chưa dọn này, nhưng nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, và toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, ốc cốp sau này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái ốc cốp này còn nguyên bẩn luôn đấy ạ, chưa có dọn dẹp gì. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và nội thất ở phía sau này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nó cũng rất là sạch sẽ đấy ạ. Mặc dù chưa có dọn dẹp gì mà nó đã sạch đẹp như này rồi đấy ạ.
Đấy, thì quý vị các bạn xem chủ xe có giữ gìn không ạ. Một phần là chủ xe giữ gìn và một phần là do sử dụng quá ít ạ. Đấy, 7 năm, tức là 9 năm 2013 đến nay là 9 năm sử dụng rồi mà lăn bánh được có 6 vạn km thì nó chạy quá ít. Và đây tôi sẽ cho quý vị bạn xem cái hàng ghế đằng sau này các bạn nhé. Cái đằng hàng ghế đằng sau đây ạ. Đấy, thưa với quý vị các bạn, cái hàng ghế đằng sau này nó còn mới tinh luôn đấy quý bạn này. Đấy, hàng ghế đằng sau này chưa có người ngồi tí nào luôn, mới tinh. Đấy, hàng ghế sau cùng này chưa có người ngồi tí nào. Đấy, quý vị bạn xem nó mới tinh luôn đấy ạ. Đấy, phải nói là chiếc xe này đẹp hiếm có đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Và chủ xe đã lót thêm một cái da này, cho nên là nó sẽ rất sạch sẽ và rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đó, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn này. Đó, táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn, táp bi cánh cửa này cũng rất là mới luôn, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Toàn bộ những cái bậc cửa này đều được chủ xe dán ni lông này quý bạn này. Bây giờ tôi bóc cái ni lông này ra thì nó rất là mới đây quý bạn nhé. Đấy, cái ni lông mà chủ xe đã dán vào những cái bậc cửa này từ lúc mua xe, cho nên là nó đẹp lắm đấy ạ. Phải nói là chủ xe là khá kỹ tính và cẩn thận, cho nên là chiếc xe này nó rất đẹp. Đấy, toàn bộ này từ những cái phần trần này rất là mới luôn. Cửa nóc, đấy, ghế da đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ này, những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên hết này. Keo chỉ còn nguyên bản này, chưa mất một phần keo chỉ nào. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa này cũng đều rất đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Toàn bộ từ táp lô rất là mới như này này. Từ táp lô cho đến táp bi đều rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp. Đẹp đều xe. Một chiếc xe 2013 sau 9 năm sử dụng mà còn mới còn đẹp như này thì phải nói là hiếm có đấy quý vị bạn ạ. Bậc cửa đều được dán ni lông. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận. Đã dán ni lông hết rồi. Và ghế đây thì rất mới này, cái má ghế này. Gần như bên phụ này cũng ít người ngồi hơn, cho nên là rất đẹp. Đấy, đẹp từ ghế này cho đến những cái phần trần này, vô lăng này, cần số này, đều nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa này đấy, còn nguyên bản hết này. Tem của nhà sản xuất đây thưa với quý vị và các bạn. Đấy, đây là tem của nhà sản xuất quý vị và bạn nhé. Chiếc xe Kia Carens phiên bản SX 2013 này là được trang bị một khối động cơ xăng DOHC 2.0 lít quý vị và bạn nhé. Đấy, 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động. Đây là về cái những cái phần thông số của nhà sản xuất thì quý vị và bạn có thể tham khảo ở trên Google thêm. Còn tôi giới thiệu cho quý vị và bạn về chiếc xe này là nó còn nguyên bản đấy ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh có 6 vạn km thôi, cho nên là toàn bộ về ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nha. Chưa có một con ốc nào mở ra đâu quý vị bạn ạ. Đấy, ốc gioăng dàn cò này cũng còn nguyên này. Đấy là ốc gioăng cò quý vị bạn nha. Và rất là đẹp, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả đâu. Đây quý vị bạn xem này, mua về như thế nào là tôi cứ đem tôi quay. Đấy, nó đẹp thế này đây quý bạn này, nó bẩn này, những cái này là bẩn quý bạn nhá. Dọn dẹp sạch sẽ đi nó sẽ rất là đẹp đây quý bạn ạ. Chưa có dọn dẹp gì cho nên là nó hơi bẩn một chút quý bạn ạ. Đấy. Sau 9 năm sử dụng mà nó còn như thế này thì là khá đẹp đấy quý bạn ạ. Đấy, và toàn bộ từ những cái ốc cabo này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này, còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhá. Đấy, còn nguyên hết này. Tem logo này. Đấy, còn nguyên hết luôn quý bạn xem đây ạ. Ốc cabo này nguyên bản hết này, cho đến ốc tai. Đấy, ốc tai cũng còn nguyên hết luôn. Không có một con ốc nào bị tháo quý vị bạn nhé. Nguyên bản hết ạ. Điều này chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp và nguyên bản.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Carens 2013 phiên bản SX, số tự động, tên tư nhân, biển Hà Nội này, thưa với quý vị và các bạn. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản luôn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 360 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.